Tiếp theo thì chúng ta sẽ chứng kiến một cái phần biểu diễn có thể nói là một trong những cái phần mà hấp dẫn nhất trong các cuộc thi chim săn mồi. Do cái quy định của ban tổ chức là đủ 5 đầu chim đăng ký thì mới tạo thành cơ cấu giải, cho nên là dòng cắt lớn này chỉ có 3 con đăng ký thôi. Vì thế thì không cấu thành cơ cấu giải mà sẽ chỉ biểu diễn và các huấn luyện viên sẽ nhận được một phần quà của ban tổ chức. Đây chúng ta thấy có 3 con cắt đang tiến về phía ban giám khảo. Mình ngồi trong cái bàn này là không biết đâu. Ngồi ở đâu anh nhỉ? Ngồi đâu anh nhỉ? Ngồi đâu kia đây? Mồi đây đây em. Đoàn lấy mồi. Mồi thịt thịt rồi ấy. Lấy da kia xé thôi. Lột cái da ra, lột da sẵn. Lột da đâu em? Không cần đâu, ông nào dũng cảm mình nhận trước. Hai tả trước là được, bốc cam. Số nào to thì đi sau. Đấy, em chụp cho. Ai muốn anh trình đầu. Em mình cuối à? Xong rồi thứ. Nào đứng đâu chụp ảnh. Xong rồi đến 11 giờ anh ơi. Thăng này bình chưa? Xong rồi sinh nhật cuối cùng. Lúc ơi. Làm gì? Đấy, đang bảo nào ra đứng chụp cho kiểu ảnh cho nó. Mấy ông này giờ ấn thì nhìn như gót ấy nhỉ? Mày mang hết cuộn đến cho anh. Ấn nhìn như gót. Đây anh em thi sau ra đứng đằng sau rồi. Anh em chờ thì đứng đằng sau khu vực sau lưng ban giám khảo. Còn ban con đau biểu diễn thì chúng ta rồi. Bây giờ thì sẽ là một cái phần biểu diễn nó cực kỳ là hấp dẫn. Phần thi phần biểu diễn cắt lớn đầu tiên đến từ huấn luyện viên Lưu Công Trình. Đấy, rất là kinh nghiệm. Thường thường là anh em thả con cắt thì bao giờ họ cũng không vội vàng ném ngay, mà họ sẽ để cho cắt đứng trên găng thật là bình tĩnh. Khi nào nó muốn bay đó, rũ lông xong có những con nó còn ị xong rồi, rồi nó mới bay. Đấy, thì con chim nó sẽ hoàn toàn bình tĩnh về thần kinh, nó bay thì nó sẽ cuốn chủ. Đấy, nó rất là đúng quy trình và chim chuẩn bị bay. Có thể nói là trong các cái dòng để huấn luyện thì huấn luyện được một con cắt mà đúng như ý thì gần như nó là cầu kỳ nhất trong các dòng. Bởi vì con cắt nó là một cái con mà tốc độ bay nó rất cao, và đặc biệt là khi nó bay nó rất hay bay rất xa. Đấy, chính vì thế mà cái kỹ năng về khống chế con chim nó sẽ đòi hỏi cái tỉ mỉ và cái sự gọi là cần phải kinh nghiệm rất nhiều thì mới có thể huấn luyện được một con cắt. Nó không như dòng ưng. Dòng ưng thì thường thường nó săn mồi và nó bay ở đoạn ngắn thì anh em có thể khống chế nó không khó. Đấy, nhưng mà con cắt này thì đặc biệt là nó bay cái khoảng cách rất xa và bay với tốc độ rất cao. Nếu như mà mình không đủ kinh nghiệm để khống chế thì rất có thể là nó sẽ bay khỏi cái tầm kiểm soát của chúng ta. Đấy, sau khi mà con chim nó đã bình tĩnh thả ra thì đấy, mọi người có thể quan sát được là nó bay tốc độ rất cao và nó bay đi rất xa. Đấy, nhưng mà khi mà huấn luyện viên mà đủ kinh nghiệm
để khống chế được. Thì dù nó có đi xa thì nó cũng sẽ nhanh chóng quay về. Và sau khi mà nó quay về thì chúng ta sẽ được chứng kiến cái phần nó đá cái mồi giả. Nó đá mồi, nó lao xuống với tốc độ vô địch. Chúng ta có thể thấy là con chim này, chúng ta nhìn thẳng ống kính này, nó bay ở vị trí rất là xa và nhìn nó nhỏ xíu rồi. Đấy, nhưng mà nhìn tuy là xa thế thôi nhưng mà nó vẫn tương tác và quan sát với chủ ấy. Đấy, nó sẽ bay một lúc và nó sẽ quay về. Lưu hẳn con bọ cơ à? Quay về đấy. Về đấy. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy con chim đang có xu hướng quay về. Đây, chúng ta quan sát cái động tác quay mồi của huấn luyện viên. Bây giờ con chim đã quay về rồi. Đấy, nó bay với tốc độ rất cao. Khi mà con chim nó đã bay đi một cái khoảng cách xa mà khống chế nó mình gọi được về rồi thì nó rất là cuốn chủ. Là đến lúc nó muốn nghỉ rồi. Tiếp theo sẽ là phần biểu diễn của rồi con này bay ngay. Sau khi mà thả ra nó sẽ bay thẳng một mạch đi rất xa, nhưng sau rồi nó lại quay về. Nhưng con này có vẻ là sau nửa vòng bay cuốn chủ vòng tròn thì nó lại bay xa những con cắt rồi. Đấy, dòng cắt này thường là nó bay rất xa, chính vì thế mà anh em nuôi cắt là người mà phải có thần kinh kép, bởi vì có rất nhiều tình huống mà chỉ thả một cái là nó bay đi không một đi không trở lại. Nó bay rất xa. Sau khi mà nó bay xa thì nó lại dựa vào cái thời tiết mà nó có gió to nữa. Đấy, thì chúng ta có thể quan sát được con chim nó bay rất cao. Thì khi mà có gió to thì gió nó thổi nó sẽ bị đu đi, thì thường thường nó bị giảm đi rất xa và nó không định vị được đường quay về nữa. Thì có rất là nhiều con cắt sau khi thả nó không biết đường về. Thank you.
hiện tại thì đang về đấy. Rồi ok rồi. Đây con chim nó quay về rồi. Rồi sau khi mà chim về thì chúng ta sẽ được chứng kiến những cái phần nó đá mồi giả rất đẹp. Đấy, xuống với tốc độ rất cao. Lao xuống với tốc độ rất cao. Khỏe tinh lắm. Đánh quạt liên tục với đích. Đấy, khi mà có tín hiệu gọi thì chủ đấy mà nó đang bay nhưng mà nó đảo chiều nó quay lại nhanh. Ngược gió nên ra là bị cản. Hôm nay không thấy anh két nào về đánh. Chắc chưa có lượn với két như vào. Sinh Dương, huấn luyện viên Sinh Dương là có thể nói là một trong những người được gọi là chuyên gia về huấn luyện cắt sinh. Nó có những cái con chim cắt mà nó phải nói là những cái kỹ năng rất tuyệt vời. Và chúng ta còn nhớ là ở cuộc thi chim săn mồi miền Bắc mở rộng năm 2022 diễn ra ở Bắc Giang thì một mình bạn Sinh Dương đã sở hữu hai giải thưởng cho phần thi cắt lớn. Và tiếp theo thì chúng ta chuẩn bị chứng kiến cái phần biểu diễn kỹ năng của con cắt đến từ huấn luyện viên Sinh Dương. Và rất có thể chúng ta sẽ lại chứng kiến lại một quy trình trước khi bay của một con cắt. Nó sẽ đứng ngâm ngó. Nó ngó xong rồi nó rũ lông xong rồi lấy ỉa nó bay. Alo, thường thường là các huấn luyện viên không bao giờ vội vàng thả. Khi mà thả con cắt bao giờ cũng phải đứng cho nó hoàn toàn bình tĩnh rồi khi mà muốn bay thì nó sẽ bay, không hất vội vàng. Chính vì thế cho nên là cái việc mà huấn luyện và khống chế được một con cắt nó rất là cầu kỳ và khó khăn. Chúng ta có thể thấy là
khán giả theo dõi trong buổi sáng ngày hôm nay rất là đông. Và cũng đấy, chúng ta có thấy nó vừa giữ lông rồi. Rất có thể chuẩn bị lại chứng kiến nó ỉa xong nó mới bay. Vâng, hiện tại thì rất bình tĩnh, không vội vàng. Rồi, ok rồi. Bợ bốc rồi kìa. Ỉa. Đấy, đấy, lại chứng kiến được đúng quy trình của nó cắt và chuẩn bị nó sẽ bay. Rất có thể là cũng một phần là do cái lượng khán giả theo dõi đông cho nên là con chim nó cũng bị mất tập trung. Nó chú ý ra khán giả nên là nó cũng chưa chịu bay. Hơi to chứ hơi bé nó có nghe thấy đâu. Đấy, con này thì nó không bay vòng tròn như con của... Đấy, thường cái dòng cắt này nó bay là... Ôi giời, bọ ra rồi. Mà nó bắt xong nó mang vào đây thì đẳng con này vào cấp. Không thích. Đuổi cỏ về đấy, xuống đấy. Con này nó xuống tốc độ rất cao. Đấy, thả luôn một cái là nó xuống ngay. Phi thẳng mặt. Rồi nó lao xuống. Thank you.
Rồi, khán giả rất phấn khích cái phần biểu diễn này.